Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện trường kinh hoàng. Chiều ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Phú Yên cùng lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung để khám nghiệm, điều tra vụ án. Tại hiện trường căn nhà phát hiện thi hài 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Ông Nguyễn Cu, sinh năm 1962, cùng vợ và con gái 28 tuổi nằm bất động trong nhà. Hiện trường có nhiều vệt huyết. Bên trong nhà có nhiều xáo trộn, dấu tích của giằng co. Cơ quan điều tra nhận định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, cần phá án khẩn trương, truy tìm hung thủ, phát động toàn dân tố giác tội phạm. Khi tìm thấy cháu gái V, 3 tuổi tại nhà nội, công an tiếp cận và đã nhận được thông tin chính cháu đã thấy bố ra tay sát hại mẹ, ông bà ngoại. Từng sống chung dưới một mái nhà. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, chồng cũ của chị Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Hải di chuyển nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối ngày 29 tháng 5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Năm 2018, sau kết hôn với chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1994, hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cách gia đình vợ khoảng 400m. Vài tháng sau khi có con, hai vợ chồng đã ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không nể mình. Sau đó chị Dương đưa con về nhà cha mẹ đẻ. Thời gian này Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về, anh ta hay đi ngang qua nhà vợ cũ. Những lần đầu, ông Nguyễn Cu sinh năm 1962 và bà Lê Thị Liên sinh năm 1964 vẫn để Hải thăm con. Tuy nhiên do Hải nhiều lần tìm gặp con nên gia đình vợ cũ không cho thăm gặp. Hải khai con trai ông Cu nhiều lần tỏ thái độ khiến nghi phạm bức xúc, nảy sinh ý định sát hại cha mẹ và em trai của vợ cũ. Từ đó Hải đã chuẩn bị sẵn vật gây án. Khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5, Hải cho hung khí gây án vào một túi màu đen, rồi đến nhà của vợ cũ. Anh ta đứng ngoài hàng rào, nhìn vào nhà, khi thấy con gái ở trước hiên nhà. Khi Hải đi vào trước cửa nhà nói chuyện với con, vợ chồng ông Cu không hỏi han gì. Sau khi con gái đi vào trong nhà, Hải cầm búa táng vào đầu, khiến ông Cu gục tại chỗ. Bà Liên cùng chị Dương hô hoán thì bị nghi phạm dùng búa tiếp tục ra tay. Tiếp đó Hải dùng vật sắc nhọn xiên 3 nạn nhân thiệt mạng. Nghi phạm không thấy em trai chị Dương nên ôm con gái về nhà gửi cho cha mẹ. Chưa dừng lại, Hải 2 lần quay lại nhà ông Nguyễn Cu để kiểm tra các nạn nhân đã thiệt mạng hay chưa, rồi ngồi bên thi hài chị Dương để nói lời tiễn biệt. Cơ quan công an cho biết hiện trường án mạng nhà dân thưa thớt, cách nhau cả 100m. Người dân xung quanh không nghe tiếng động bất thường từ nhà ông Nguyễn Cu, nên khi sự việc xảy ra, không ai biết. Sát nhân từng xiên thẳng tim nạn nhân khác. Cơ quan điều tra cho biết đối tượng không những sát hại người hàng loạt mà còn có những lời khai bình thản đến giận người. Đoàn Minh Hải tước mạng người hàng loạt khiến nhiều người rung mình về bản chất tội phạm. Đối tượng còn rất lạnh lùng, nhớ và bình tĩnh khai lại đến từng chi tiết việc gây án, đưa công an đến từng nơi đã cất giấu hung khí. Theo cơ quan công an, đối tượng không có biểu hiện nào của người tâm thần bất thường, nên cơ quan chức năng không có quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Sức khỏe tâm lý của Hải trong trại tạm giam bình thường. Đoàn Minh Hải có 2 tiền án trộm cắp tài sản, 9 tháng tù và tiền án cố ý gây thương tích. Khi dùng vật sắc nhọn xiên trúng cuống tim, một người khác gây thương tích 79%, bị xử phạt 9 năm tù. Đối tượng Hải còn có các hành vi cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm, ra đòn với vợ cũ và mẹ chị, bà Liên, đã bị xử lý hành chính. Không cho gặp con chỉ là cái cớ. Không khí tang tóc trong gia đình có 3 người bị sát hại trong một ngày. Vụ án con rể ra tay đoạt mạng cả bố mẹ và vợ cũ, gây rúng động làng quê ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Một bàn thờ 3 bài vị khói hương nghi ngút,
khiến ai thấy cũng cay mắt, xót xa. Cháu về con gái của nạn nhân 3 tuổi, rơi vào tình cảnh quá đáng thương. Mẹ đã mất, còn cha thì vướng vào vòng lao lý. Anh Nguyễn Tuấn, con trai trưởng của gia đình nói, con nó đưa về trong nhà nội miết chớ. Lâu lâu, nó xin công an địa bàn, gia đình đưa cháu gái về. Con chung của Hải và vợ cũ là chị Dương, về nhà chơi vài hôm. Sau đó lại đưa ra trả, đâu có ai cấm cản gì. Anh Tuấn cho rằng Hải gặp con chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn chị Dương về chung sống lại với mình. Cũng theo anh Tuấn, do Hải là người ăn chơi lêu lổng, không chăm lo làm ăn nên chị Dương mới quyết định chia tay. Còn theo một cán bộ của công an tỉnh Phú Yên, tại địa phương, đối tượng Hải đã nhiều lần có hành vi gây rối, cố ý gây thương tích nhưng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên công an đang lập hồ sơ để đưa đối tượng này đi trại giáo dưỡng bắt buộc. Khi hồ sơ chưa xong thì đã xảy ra trọng án. Tiếng gầm thét đòi tiếp tục sát hại người của kẻ sát nhân. Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án tử hình về tội sát hại người. Hải được xác định đã tước mạng 3 người gồm chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1994, vợ cũ của Hải, và cha mẹ vợ là ông Nguyễn Cu, sinh năm 1962, bà Lê Thị Liền, sinh năm 1964, gây rúng động dư luận cách đây hơn 2 tháng ở thị xã Đông Hòa. Tại phiên tòa xét xử mình, Hải đã manh động khi thấy Nguyễn Hát, em trai vợ cũ, Hải gầm gừ hét lớn nhiều lần về phía Hát. Thằng kia tao khử mày! Tiếng hét cùng khuôn mặt dữ tợn của Hải khiến cả hội trường ngỡ ngàng, còn con gái của bị cáo tỏ ra sợ hãi và la khóc lớn. Đứng trước buộc khai báo, Hải được hội đồng xét xử cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi về sự ăn năn, hối cải của bản thân. Sau khi đoạt 3 mạng người, Hải bình tĩnh khai, chưa bao giờ cảm thấy day dứt về hành vi của mình, mà nói rằng vì những người đó gieo thì phải gặt. Trái lại với sự hận thù của Hải, gia đình các bị hại không yêu cầu Hải và gia đình bồi thường bất kỳ thứ gì, dù đã được hội đồng xét xử và kiểm sát viên giải thích về quyền lợi nhiều lần, vì họ biết cha mẹ Hải cũng chẳng giàu có gì. Được nói lời sau cùng, trước khi tuyên án, thay vì gửi gắm đến người thân, gia đình, Hải lại một lần nữa hét lớn, tòa tuyên tử 10 lần cũng được, nhưng tôi sẽ cử thằng Hát, tức em trai của vợ Hải. Hải náo động phiên tòa trong trạng thái đăng đăng sát khí. Trong khi đó, ở một góc của hội trường xử án, cha mẹ Hải với mái tóc sắp bạc trắng, ngồi co rúm, cúi mặt. Đôi lúc người cha này lén nhìn đứa con trai ngũ nghịch mà ông bà phải cố gắng một đời để nuôi nấng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.